compare và hơi còn là build set build yesterday at at bot at toy à lấy kim khối là khối liệu bản thân dùng cho bot à cấm khối liệu cái là tương đối với khối quảng cái gì khối ứng dụng bot cái cái chữ cấm chỉ đại biểu khối quảng cái trong trước tiền cái đã mua cho cái vũ khí rồi là ok cấm cái hiện tại tôi lại phục xuất phan khối là tôi sẽ cấm nói build set yesterday that he had bot a toy điểm giao sẽ dùng had bot係因為對於我現在嚟講咧，佢講嘢呢樣嘢，佢講嘢佢本身已經係過去啦，已經用 past tense。咁而因為佢買個玩具咧，係比佢講嘢再早啲噶嘛。啊，咁過去再早啲嘅話，我哋就用 past perfect 咯。係啦，咁所以個意思就係話，原先佢講嗰句，如果用 past tense 嘅，我哋就要將佢變做 past perfect。係啊，因為已經再過去一啲咯，比佢講。對我現在嚟講，呢個係過去，而呢個係更加過去，咁就會咁咯。